Sau sinh nở, cuộc sống của các mẹ sẽ có rất nhiều những thay đổi khi có thêm sự xuất hiện của bé yêu. Có nhiều mẹ nghĩ rằng đây là lúc cần dành trọn thời gian cho con mà quên mất việc bản thân cũng cần được chăm sóc sau quá trình vượt cạn đầy khó khăn. Hãy cùng tham khảo ngay những bí quyết sau để mẹ bầu có một cuộc sống vui vẻ sau sinh nhé. 1. Nghỉ ngơi hợp lý. Bí quyết sống vui vẻ đầu tiên là dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Ai ai cũng đều cần phải có thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức. Đừng cảm thấy tội lỗi nếu bạn dành thời gian đi ngâm mình trong bồn nước nóng hoặc cuộn tròn trong chăn ấm ngấu nghiến một cuốn sách hay. Khi quay về thực hiện nghĩa vụ làm mẹ, bạn sẽ cảm thấy trong người khỏe khoắn, phục hồi sinh lực để sẵn sàng ứng phó với bất kỳ một rắc rối nào. 2. Đặt ra tiêu chuẩn riêng. Làm mẹ đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải tiếp thu nhiều lời khuyên bảo khác nhau. Rõ ràng bạn sẽ lắng nghe ý kiến của nhà chồng, bạn bè và cả người dừng nước lã, hoặc bạn có thể tìm đọc cả núi ấn phẩm báo chí làm cha mẹ nhan nhản trên thị trường. Tất cả sẽ luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn chính xác nên làm những gì để nuôi dạy con cái. Sự thật là trẻ con không phải là một thiết bị máy móc mà cần đến hướng dẫn sử dụng để vận hành. Bạn có biết rằng bất kỳ ba mẹ nào khi sinh ra đều được tạo hóa ban tặng bản năng làm mẹ? Chìa khóa thành công giúp mang lại hạnh phúc cho các bà mẹ đó là hãy để bản năng làm mẹ mách bảo và phớt lờ hết mọi thứ còn lại. 3. Kết bạn với các bà mẹ khác. Một chỗ dựa tinh thần nhỏ không đủ gây tổn hại đến ai cả và chỉ có những người cùng là mẹ mới có thể đồng cảm và hiểu rõ cuộc sống của bạn như thế nào. Hãy cùng trò chuyện với những bà mẹ cũng đang thực sự có nhu cầu chia sẻ như bạn, dù đó chỉ là một người quen trên mạng. Điều này sẽ giúp bạn giảm stress và vững tin rằng bạn không hề cô đơn trên con đường làm mẹ đầy chông gai này. 4. Chia sẻ trách nhiệm. Một trong những bí quyết sống vui vẻ của mẹ đó là biết cách chia sẻ trách nhiệm. Bạn có thể san sẻ bớt gánh nặng chăm sóc con cái cho chồng, bà nội, bà ngoại hoặc bạn bè của bạn. Đừng nghĩ mình có lỗi gì cả và cũng đừng nghĩ rằng bạn ôm đồm tất cả mọi việc là tốt nhất cho bé. Vì tiếp xúc với những người thân sẽ cho bé cơ hội được gắn kết và phát triển tích cực, những kỹ năng xã hội sẽ tốt hơn. 5. Biết ưu tiên. Có quá nhiều nhiệm vụ mà một người mẹ phải gánh vác bất kể mọi lúc mọi nơi. Do đó, để làm một người mẹ hạnh phúc, bạn phải bắt đầu biết ưu tiên làm việc nào trước, việc nào sau. Hãy dành vài phút mỗi buổi sáng để lên danh sách 3 đến 4 công việc mà bạn phải làm trong ngày. 6. Theo đuổi sở thích cá nhân. Mặc dù việc làm mẹ chắc chắn là một công việc toàn thời gian, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải từ bỏ hết mọi thứ mà bạn yêu thích. Một bí quyết sống vui vẻ là cứ chiều theo sở thích và hoạt động cá nhân của bạn như một cách để cân bằng cuộc sống sau khi sinh. Điều này không những khiến bạn vui hơn mà còn giúp bạn trở thành một tấm gương tốt cho trẻ. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp các mẹ có thêm những thông tin hữu ích để giúp cuộc sống sau sinh cân bằng và trở nên vui vẻ hơn. Chúc các mẹ luôn lạc quan đón nhận những điều mới thú vị trong cuộc sống sau sinh.